Vâng, xin chào tất cả các anh em đang xem buổi livestream của Minh Long Moto, sửa đổi xe máy Minh Long. Và hôm nay em xin báo cho anh em biết, đó là một thông tin rất là quan trọng, là bên em hiện đã về lô thứ hai dòng XSR 155 nhập khẩu từ Indo. Anh em vào xem livestream nhớ cho em xin một cái chia sẻ để mọi người biết đến Minh Long Moto, sửa đổi xe máy Minh Long nha. Đây, dòng XSR 155 nhập khẩu trực tiếp từ Indo. Hôm nay là về lô thứ hai, vừa đập công xong. Anh em vào nhớ chia sẻ cho Minh Long Moto, sửa đổi xe máy Minh Long nha. Vâng, trước mắt anh em đây là dòng XSR 155 nhập khẩu từ Indo. Và hiện tại bên Minh Long Moto hiện đang có hai màu, đó là xám yên nâu và màu đen yên đen. Trong buổi livestream ngày hôm nay em xin nói về thông số kỹ thuật của dòng XSR 155. Cũng như buổi livestream trước về lô đầu tiên, anh em cũng đã biết là bên em cũng đã nói về thông số kỹ thuật, nhưng hôm nay em xin nhắc lại một lần nữa cho tất cả các anh em chưa biết về thông số kỹ thuật của dòng XSR 155 này. Và cuối buổi livestream hôm nay em sẽ có một thông tin rất là quan trọng, nên mọi người đừng rời buổi livestream, hãy xem đến cuối cùng. Có một tin rất là quan trọng của Minh Long Moto, siêu thị xe máy Minh Long. Anh em vào xem livestream nhớ nhấn chia sẻ cho mọi người biết đến Minh Long Moto, siêu thị xe máy Minh Long nha. Đây, dòng XSR 155 lô thứ hai vừa đập công vào sáng nay. Màu xám nâu và màu đen. Hiện tại những tờ giấy được dán trên đây, trên những chiếc XSR 155 này, là những tờ giấy đã được khách cọc. Đây, những tờ giấy được dán trên dòng XSR 155 này là những tờ giấy đã được khách cọc chờ ngày lấy. Vừa về là đã có người nhận. Buổi livestream đầu tiên về lô đầu tiên thì bên em đã nói là sau khi kết thúc buổi livestream về lô đầu thì bắt đầu nhận cọc xe, và hiện tại giờ xe đã về lô thứ hai để phục vụ cho anh em. Và giá bán vẫn không thay đổi nha anh em, vẫn là 88 triệu, chưa bao gồm phí đại biển số luôn. Vâng, xin chào tất cả anh em mới vào xem livestream nha, nhớ chia sẻ dùm công Minh Long Moto, sửa đổi xe máy Minh Long nha. Bây giờ trong khi chờ mọi người chia sẻ, em sẽ quay một vòng xe XSR 155 này. Và em xin nhắc cho mọi người nhớ rằng là Minh Long Moto, sửa đổi xe máy Minh Long là đơn vị đầu tiên đem dòng XSR 155 này về Việt Nam. Rất đẹp luôn, màu xám nâu và màu đen. Dòng xe vừa về thì đã có rất là nhiều khách cọc, và chỉ chờ ngày để có thể giao khách thôi. Và bây giờ em xin nói về thông số kỹ thuật của dòng XSR 155 nhập khẩu từ Indo này. Thì đầu tiên là về ngoại hình. Đây, ngoại hình của XSR 155 là dùng dàn khung của MT15 là Delta Boss. Và đây là đèn pha.
đèn pha trước của XXR155. Đèn pha này là đèn pha LED 2 tầng, được thiết kế dạng tròn cổ điển nha anh em. Và có một dòng vàng nửa vàng demi ở tầng trên. Đây, vàng demi. Và chính giữa sẽ có một logo XXR nằm sau mặt kính đèn, không phải logo nổi nha anh em. Logo XXR nằm sau mặt kính đèn, không phải logo nổi. Đó là về đèn pha. Tiếp đến là phục trước. Phục trước của XXR55 là phục upside down màu đen. Phục upside down màu đen. Và phanh trước của XXR155 là phanh đĩa đơn. Đây, phanh đĩa đơn bánh trước của XXR155. Và lớp là lớp gai. Lớp trước là kích thước là 100/70, gạch ngang 17. Và tiếp đến là cụm đồng hồ. Cụm đồng hồ LCD cũng thiết kế dạng tròn cổ điển luôn, và rất là đẹp luôn nha anh em. Do trời hơi nắng nên có thể trong anh em nhìn thấy không rõ, nhưng ở ngoài nhìn rất là đẹp luôn. Thiết kế dạng cổ tròn và hai nút điều chỉnh nằm hai bên. Đây, hai nút điều chỉnh nằm hai bên. Bên đây một nút và bên đây một nút. Còn về phần ghi đông tay lái, đặt cao, rộng. Và góc đánh lái rất là rộng nha anh em, không sợ phải mỗi lần quay đầu là phải đánh một góc rộng nha. Tiếp đến là về phần bình xăng. Bình xăng của XXR155 được thiết kế hình nhỏ giọt nha anh em. Đây là màu xám. Hai bên màu xám, ốp nhựa. Ở giữa là màu đen. Và bình xăng có chữ XXR nổi ở giữa. Đây, XXR nổi. Tiếp đến là phần yên xe. Yên trước và yên sau gắn liền kiểu bánh mì, tạo cho cảm giác người ngồi trước và ngồi sau rất là thoải mái luôn. Cực kỳ thoải mái luôn. Và yên rất là êm luôn. Và đai. Đai dắt yên vẫn là đai dắt yên, không phải là cản dắt yên nha anh em. Rất là tiện lợi. Tiếp đến đó là phần đèn hậu và xi nhan sau. Đây, đèn hậu xi nhan sau. Thiết kế giống đèn anh, hai mẫu xe đèn anh XXR700 và XXR900. Rất là đẹp luôn. Và đèn sau của đèn hậu sau và đèn xi nhan cũng là đèn LED luôn. Trắng bùn là trắng bùn ngắn nha anh em. Trắng bùn ngắn. Đây, gấp tất cả mọi thứ dàn khung là bê từ MT15 qua. Và phục sau là phục đơn giảm sóc nha anh em, phục đơn giảm sóc. Và phanh đĩa sau là phanh đĩa đơn luôn. Kích thước lớp sau là 104/70 gạch ngang 17 nha anh em. Vâng, đó là và về phần khung phụ. Đây, phần khung phụ được trang bị một số thiết bị bằng nhôm rất là đẹp, nhìn rất là bắt mắt luôn anh em nha. Anh em vào xem livestream nhớ chia sẻ cho mọi người biết đến công siêu thị xe máy Minh Long nha. Và đó là về ngoại hình của dòng XXR155. Và ngày hôm nay cũng về thêm một dòng nữa, đó là dòng MS King và Supra GTR V2. Anh em vào xem livestream chia sẻ cho Minh Long Motor xe máy Minh Long nha. Và cuối buổi livestream này sẽ có một tin rất là quan trọng, em rất muốn là thông báo cho anh em, nên mọi người đừng rời buổi livestream này.
đây, những chiếc xe vừa về là có giấy cọc của rất là nhiều khách đã cọc xe chờ xe về. Đây, màu đen, xám nâu. Bên em về đủ cho tất cả anh em, phục vụ cho anh em đam mê. Rất cần những sự chia sẻ của anh em để mọi người biết đến Minh Long Moto, siêu thị xe máy Minh Long là đơn vị đầu tiên đem dòng XXR155 này về Việt Nam nha. Một dàn xe vừa về đã có rất là nhiều khách cọc. Đây, đằng trước đây là phần lốc máy, két nước. Về động cơ nhìn rất là, anh em có thể nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ, rất là chóng, rất là tiện cho việc vệ sinh bụi bẩn nha anh em. Đây là phần két nước. Vương Yến Nhi, Minh Long Tân Bình có xe sẵn không anh? Dạ có nha chị, Minh Long Tân Bình có xe sẵn, hiện tại xe đã được bày bán ở các chi nhánh của Minh Long Moto rồi nha. Anh em có thể qua tất cả các chi nhánh Minh Long Moto để tham khảo về dòng xe XXR155 nhập khẩu Indo này. Trông rất là đẹp, rất là hầm hố luôn nha anh em. Đây là đèn đề mi, đèn đề mi của dòng XXR155 khá là đẹp nha. Và đó là một số, đó là về ngoại hình khung sườn. Và bây giờ em xin đi sâu về trong động cơ Yamaha XXR logo nổi. Về phần động cơ là động cơ máy của XXR155 này là đi chung với dòng MT15. Đó là sở hữu động cơ SOHC cylinder 155cc và mã lực là 19 mã lực nha anh em. Động cơ này đi kèm với công nghệ van biến thiên VVA và hộp số ly hợp chống trượt slipper clutch. Và động cơ được làm mát bằng dung dịch nha anh em, động cơ được làm mát bằng dung dịch. Dung tích nhớt máy là 800 mi, còn dung tích bình xăng là 10 lít nha anh em, dung tích bình xăng là 10 lít. XSR và chiếc xe này tổng trọng lượng là bao nhiêu? Tổng trọng lượng là 134 kg, chưa xăng nha anh em. Tổng trọng lượng là 134 kg, chưa tính xăng. Anh Minh Duy, dạ bánh sau là đĩa đơn nha anh, bánh sau là đĩa đơn, phanh đĩa đơn giống như bánh trước luôn, phanh đĩa đơn. Và em xin nhắc lại là dòng XXR155 nhập khẩu từ Indo này giá hiện tại bán ở Minh Long Moto siêu thị xe máy Minh Long là 88 triệu, chưa bao gồm phí đại biển số nha anh em. Và có một điều mà anh em rất là muốn biết, đó là chiều cao yên là 810mm. Và anh em hỏi là 1 mét mấy sẽ ngồi được. Theo em thì 1m65 là ngồi rất là đẹp luôn. Và cảm giác ngồi rất thoải mái, là hơi chồm về trước,
chứ không quá chồm đâu, hơi chồm về trước. Và chân sẽ để hơi ra đằng sau một chút. Vâng, dòng này bên em hiện tại là giá 88 triệu chưa bao gồm phí ra biển số, và bên em có hỗ trợ chạy trước cho dòng XXR155 này nha anh em. Thì giá hiện tại em đang nói là 88 triệu chưa bao gồm phí ra biển số, và anh em nào muốn biết về phí ra biển số là bao nhiêu xin để lại số điện thoại. Bên em sẽ có nhân viên gọi để tư vấn trực tiếp cho các anh em. Phải nói là chiếc xe nhìn rất là hầm hố, rất là đẹp luôn. Em không biết trong khung hình anh em nhìn sẽ thấy sao, nhưng mà bên ngoài nhìn rất là đẹp. Được thiết kế theo hai mẫu xe đàn anh XXR700 và XR900. Lớp trước và lớp sau là lớp gai nha anh em. Vành là vành đúc luôn. Và anh em nào muốn tham khảo dòng XXR155 này xin hãy đến tất cả các chi nhánh Minh Long Motor, thuộc xe máy Minh Long, để có thể xem trực tiếp, tham khảo về dòng xe này. Anh em vào xem livestream nhớ chia sẻ cho Minh Long Motor, thuộc xe máy Minh Long nha. Cuối buổi livestream, em xin nhắc lại là cuối buổi livestream này sẽ có một tin rất là quan trọng mà Minh Long Motor muốn thông báo cho anh em. Nên mọi người vào xem đừng vội ra nhé. Một cái chia sẻ thôi, chỉ cần một cái chia sẻ, không mất bao nhiêu thời gian của anh em cả. Ngại gì mà không chia sẻ, chỉ cần một cái chia sẻ của anh em để mọi người biết đến Minh Long Motor, siêu thị xe máy Minh Long. Mình đơn vị đầu tiên mang dòng XXR155 nhập khẩu từ Indo này về Việt Nam. Em xin nhắc lại là đơn vị đầu tiên luôn đem dòng XXR155 nhập khẩu từ Indo này về Việt Nam nha anh em. Đạt Lý, con này có trả góp không anh? Dạ bên em hỗ trợ trả trước các dòng xe nha anh. Và hiện tại dòng XXR này đã có thể trả trước, hỗ trợ trả trước cho anh em rồi nha. Em xin nhắc là bên em đã liên kết với tất cả các ngân hàng để hỗ trợ cho anh em về phần trả trước. Và hiện tại tại các chi nhánh Minh Long Motor, thuộc xe máy Minh Long là có 4 ngân hàng trực chính để hỗ trợ cho anh em. Đó là FE, MB, HD và Zắc. Và thấy anh em cũng hỏi dòng MX King. Hiện tại bên em vừa dắt chiếc, bên em vừa về dòng MX King 2020, hai màu mới rất rất là đẹp luôn. Anh em đừng vội ra, đừng vội. Hãy theo dõi livestream để có thể xem thêm các dòng xe khác. Hôm nay ngoài đập công dòng XXR155 này, và bên em còn thêm đó là dòng Supra RTR V2 và MX King 2020, hai màu mới về rất là đẹp luôn. Và cuối buổi livestream này, em xin nhắc lại là cuối buổi livestream này, bên em sẽ thông báo một tin rất là quan trọng cho anh em. Và anh em vào xem nhớ nhấn chia sẻ cho mọi người biết đến Minh Long Motor, siêu thị xe máy Minh Long nha. Đây, dòng XXR155, Yamaha XXR155 nhập khẩu từ Indo. Một chiếc xe mang vẻ ngoài của Taxi Cafe. Được thiết kế theo hai đàn anh XXR700 và XR900 nha anh em.
và giá vẫn là 88 triệu cho hai màu xám yên nâu và màu đen yên đen. Giá 88 triệu đã bao gồm, chưa bao gồm phí rời biển số nha anh em. Giá bên em là đã có VAT, chưa bao gồm phí rời biển số nha anh em. Đây cụm đồng hồ. Cụm đồng hồ của XSR155. Và em sẽ nổ máy cho anh em nghe. Đây vẫn là XSR155, nhưng một dàn xe đã được rất nhiều khách cọc. Những tờ giấy trắng trên đây là có ghi thông tin về khách, họ tên và ngày lấy xe của anh em. Đây, những tờ giấy trắng này được ghi tên và màu xe mà khách đã cọc và đang chờ nhận từ Minh Long Motor, xe máy Minh Long. Đây, anh Phạm Minh Hoàng, XXR màu xám nâu. Đây, của anh đây, Phạm Minh Hoàng. Anh em vào xem livestream nhớ nhấn chia sẻ cho Minh Long Motor, xe máy Minh Long nha. Mọi người đừng vội rời khỏi livestream, vì cuối buổi livestream hôm nay em xin thông báo một tin rất là quan trọng mà anh em cũng rất là cần thiết luôn. Nên em đừng vội rời khỏi buổi livestream và hãy nhấn chia sẻ giùm em cho mọi người biết đến Minh Long Motor, xe máy Minh Long. Đơn vị đầu tiên mang dòng XXR155 từ Indo này về Việt Nam, đầu tiên luôn. Và em xin nhắc lại giá hiện tại của dòng XSR155 này là 88 triệu, chưa bao gồm phí rời biển số nha anh em, dành cho hai màu là màu đen mà yên đen và màu xám yên nâu. Vâng, xin chào tất cả anh em mới vừa vào xem buổi livestream của Minh Long Motor, siêu thị xe máy Minh Long. Như anh em đã biết, về lô đầu tiên bên em đã nhận cọc và hiện tại lô thứ hai hiện tại đang có trước mặt anh em đây là đã có giấy cọc của rất là nhiều khách hàng đang chờ nhận xe tại Minh Long Motor, siêu thị xe máy Minh Long. Và bên em vừa ngày hôm nay trong buổi sáng nay đập công dòng XR này, và cũng có một dòng xe nữa, đó là dòng MS King. Đây, MS King 2020, màu rất đẹp, hai màu mới là màu đỏ và màu xanh nha anh em, rất đẹp luôn. MS King mặt nạ trước màu xám. Yamaha XXR 155 được làm mát bằng dung dịch
phanh đĩa trước là phanh đĩa đơn lớp gai, và kích thước lớp trước là 100/70 × 17 nha anh em. Được thiết kế theo hai mẫu đàn anh là XXR700 và XR900 nha anh em. Phần khung phụ được trang bị thêm một vài chi tiết bằng nhôm rất là đẹp luôn, nhìn rất là bắt mắt. Đây chi tiết bằng nhôm nhìn rất là đẹp, ở ngoài nhìn rất là đẹp luôn nha anh em. Phục sau của XR155 là phục đơn giảm sóc và phục trước là upside down. Bánh sau cũng là phanh đĩa đơn giống như bánh trước luôn, đi lớp gai và kích thước là 140/70 × 17 nha anh em. Trắng bùng ngắn, đèn xin nhan và đèn hậu là led. Yên thì được thiết kế theo mẫu bánh mì liền trước và sau, tạo cảm giác ngồi rất là thoải mái, không quá chồm cho người đằng sau, và sử dụng đa giắc yên không phải là cản, rất là tiện lợi luôn. Và bình xăng của XR155 dung tích là 10 lít nha anh em. Vẻ ngoài cực kỳ hầm hố, trông rất là ngầu luôn. Tấn Huỳnh và bao nhiêu cc là 155 cc nha anh, 19 mã lực, cho công suất là 19 mã lực nha anh. Đây và dòng MX King 2020 màu đỏ mới. Anh em vào xem livestream nhớ chia sẻ cho Minh Long Motor, siêu thị xe máy Minh Long được mọi người biết đến nha. Và dòng XR này vào thứ năm này sẽ được trưng bày ở các chi nhánh Minh Long Motor, siêu thị xe máy Minh Long. Và anh em nào muốn thấy chiếc dòng xe XXR155 này ngoài đời thật thì hãy đến các chi nhánh Minh Long Motor, siêu thị xe máy Minh Long để tham khảo về dòng xe này. Nhìn bên ngoài rất là đẹp luôn nha anh em. Và bên em có hai màu, đó là màu đen yên đen và màu xám yên nâu. Đèn hậu sau, và em xin nhắc lại giá của dòng XXR155 nhập khẩu từ Indo này là 88 triệu, chưa bao gồm phí ra biển số nha anh em. 88 triệu cho dòng xe XXR155 nhập khẩu từ Indo này. Và Minh Long Motor, siêu thị xe máy Minh Long là đơn vị đầu tiên đem dòng XXR155 này về Việt Nam nha anh em. Và cuối buổi livestream này em xin thông báo một tin rất là quan trọng mà anh em cũng rất 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 là muốn biết luôn. Nên anh em đừng vội rời
buổi livestream ngày hôm nay, hãy ở đến cuối buổi và cho em xin một mọi người một cái chia sẻ để mọi người biết đến Minh Long Mô Tô, sửa chữa xe máy Minh Long nha. Đây, đèn pha trước của dòng XR155, thiết kế dạng tròn, cổ điển nha anh em. 2 tầng đèn LED và có đèn đề mi tầng trên, rất là sáng luôn, rất là ngầu. Và chính giữa sẽ là logo XR nằm sau mặt kính đèn, chứ không phải là nằm ngoài logo nổi nha anh em. Nằm sau mặt kính logo XR. Và em xin nhắc lại, sau buổi livestream này, vào thứ năm tuần này, xe sẽ về tại các chi nhánh Minh Long Mô Tô, siêu thị xe máy Minh Long, để cho anh em có thể tham khảo về dòng xe này. Và em xin nhắc cho anh nhớ, em xin nhắc cho anh em biết rằng là động cơ của XR155 là đi với động cơ của MT15 nha. Ở đây bên em vừa đề máy một chiếc XR155 cho anh em nghe tiếng máy nha. Kỳ lực luôn nha anh em. Đồng hồ rất là đẹp luôn. Và hai nút chỉnh của dòng XR155 này là nằm hai bên, anh em nhớ nha, nằm hai bên. Và sau đây em xin kết thúc buổi livestream, và như em đã nói vào cuối buổi livestream, em xin thông báo một tin rất là quan trọng cho anh em biết luôn. Đó là Minh Long Mô Tô, siêu thị xe máy Minh Long, khai trương chi nhánh mới, chi nhánh số 11 ở địa chỉ là 922 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp. Em xin nhắc lại là Minh Long Mô Tô, siêu thị xe máy Minh Long, khai trương chi nhánh số 11, địa chỉ là 922 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp nha anh em. Và có chương trình khuyến mãi giảm ngay 1 triệu cho tất cả dòng xe nhập vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 này. Để khai trương chi nhánh số 11 giảm ngay 1 triệu cho tất cả dòng xe nhập vào ngày 9 tháng 1 này. Và sau đây em xin kết thúc buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã hỗ trợ chia sẻ và xem buổi livestream của Minh Long Mô Tô, siêu thị xe máy Minh Long. Hẹn anh em vào một buổi livestream gần nhất.